Cơ ngơi nhà vườn của Trường Giang, ảnh góc rộng khiến mọi người choáng ngợp. Nhà vườn không khác gì resort của vợ chồng Trường Giang, đang khiến dân mạng phải trầm trồ. Mới đây, Trường Giang đăng ảnh vui chơi bên ái nữ Destiny trên trang cá nhân. Theo danh hài, trong ảnh là khoảnh khắc hai cha con đang thưởng thức trà. Tuy nhiên, thu hút sự chú ý của dân mạng là quang cảnh trong loạt ảnh. Không khó đoán ra, đây chính là cơ ngơi nhà vườn của vợ chồng Trường Giang, từng được người thân hé lộ trước đó. Về phía Nhã Phương, mới đây nữ diễn viên cũng hé lộ hình ảnh ông xã và con gái đang vui chơi tại cơ ngơi này. Loạt ảnh nhà vườn của Trường Giang và Nhã Phương khiến nhiều người thích thú. Ai nấy đều cho rằng cơ ngơi này đã ngốn số tiền cực khủng của cặp đôi. Trước đó, một số hình ảnh tại cơ ngơi này từng được người thân của Trường Giang hé lộ khiến ai nấy đều phải trầm trồ.